Kính chào quý vị và các bạn, nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, những người thực hiện chương trình kính chúc quý vị và các bạn năm mới vạn sự như ý. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của một tỉnh ven biển, thời gian qua, Bạc Liêu đã xây dựng nhiều nghị quyết chương trình về phát triển kinh tế biển. Đáng chú ý là trong năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 có kết luận số 67 về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo đột phá mới và đưa kinh tế biển trở thành trụ cột thứ 5 trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Bạc Liêu là tỉnh đồng bằng ven biển thuộc bán đảo Cà Mau, có chiều dài bờ biển 56 km với 16.000 hecta bãi bồi ven biển, là điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng các loài thủy sản. Bên cạnh đó, biển Bạc Liêu có ngư trường rộng lớn gần 40.000 km vuông với trữ lượng hải sản đa dạng phong phú về chủng loại, hoạt động khai thác thủy sản diễn ra quanh năm, là nơi có khả năng phát triển hậu cần nghề cá. Có 4 cửa sông lớn thông ra biển là điều kiện thuận lợi cho Bạc Liêu phát triển mạnh về kinh tế biển. Trong chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2030, Bạc Liêu đã xác định phát triển thủy sản bao gồm nuôi tôm, đánh bắt thủy sản xa bờ là trọng tâm, đồng thời gắn với việc khai thác, phát triển tiềm năng điện gió, điện mặt trời, phát triển du lịch. Coi đây là những tiềm năng thế mạnh rất lớn, những dự án động lực để thúc đẩy Bạc Liêu tăng tốc, phấn đấu sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước. Đối với sự phát triển ngành kinh tế biển của tỉnh, thì chúng tôi xác định cái lĩnh vực thủy sản nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái sự phát triển nền kinh tế của tỉnh, vì giá trị sản xuất thủy sản thì nó chiếm gần 60% trong cái giá trị sản xuất nông nghiệp của toàn ngành. Và đối với tỉnh Bạc Liêu thì có chiều dài bờ biển với 4 cửa biển thông ra biển đó, thì thuận lợi cho cái phát triển nuôi trồng thủy sản cũng như là khai thác đánh bắt. Như vậy thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng tập trung để phát triển các mô hình nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh, đặc biệt là ứng dụng cái mô hình công nghệ cao nuôi tôm siêu thâm canh. Và chúng tôi cho rằng đây là cái mô hình, là cái điểm nhấn, là cái bước đột phá để mà chúng tôi tập trung nâng cao cái năng suất sản lượng. Nhưng mà chính hướng mà chúng tôi là trong cái giải pháp này thì chúng tôi chú trọng cái giải pháp bảo vệ môi trường để mà hướng tới nuôi hiệu quả và bền vững. Trong cái lĩnh vực đánh bắt trong thời gian qua thì khi thực hiện các chính sách của chính phủ thì tập trung đầu tư cho cái lĩnh vực đánh bắt, đặc biệt đối với tỉnh ta thì tập trung cho cái phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ, rồi phát triển cái tàu dịch vụ, rồi chúng tôi cũng tập trung cho vấn đề là nâng cấp đầu tư cảng cá giai đoạn 2, cảng cá Gành Hào giai đoạn 2 để đạt ra cái cảng cá loại 1. Đồng thời thì cũng tập trung phát triển các loại dịch vụ hậu cần để phát triển cho nghề cá. Hiện tại, vùng ven biển Bạc Liêu có hơn 10.000 hecta đất chuyên nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi tôm sú, tôm thẻ siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh trên 21.000 hecta, quảng canh cải tiến chuyên tôm 500 hecta. Năm 2018, Bạc Liêu đạt tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác hơn 341.000 tấn, đạt 106% kế hoạch. Riêng tôm hơn 139.000 tấn. Đáng chú ý là hiện nay Bạc Liêu có nhiều công ty doanh nghiệp nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 800 hectare, sản lượng hơn 4.000 tấn. Điển hình là mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao siêu thâm canh trong nhà kính của tập đoàn Việt Úc. Đây là đơn vị đi đầu tại Bạc Liêu đã thành công trong việc nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính áp dụng công nghệ cao. Với mật độ tôm nuôi 500 con trên 1 mét vuông, đạt sản lượng thu hoạch trung bình từ 180 đến 240 tấn một hecta, nuôi 3 vụ một năm. Hiện nay, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ở Bạc Liêu không chỉ có nuôi ở các công ty và doanh nghiệp, mà nó đã được lan tỏa đến các hộ nuôi tôm trong tỉnh. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi tôm siêu thâm canh không còn là chuyện xa lạ với người nuôi tôm. Họ đầu tư ao nuôi theo hai dạng, là nuôi trải bạc và nuôi trong nhà kính. Đặc điểm của mô hình này là tỷ lệ rủi ro rất thấp cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Cùng với việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản cũng được Bạc Liêu xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh. Với thế mạnh về khai thác biển, trong năm 2018, Bạc Liêu đã khai thác thủy sản với tổng sản lượng hơn 115.000 tấn, đạt 100,88% kế hoạch.
Nhằm phát huy lợi thế này, Bạc Liêu hiện đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng đội tàu đánh bắt xa bờ có công suất lớn, được đầu tư trang thiết bị hiện đại để có thể khai thác dài ngày trên biển và nâng cao hiệu quả khai thác đánh bắt thủy sản trên các vùng biển xa, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.200 chiếc tàu đánh bắt thủy sản với tổng công suất 213.000 mã lực, trong đó có 572 chiếc đánh bắt xa bờ. Anh Hồ Minh Hải ở ấp 2 thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải là một trong những hộ trong tỉnh được nhà nước đầu tư đóng mới phương tiện khai thác theo Nghị định 67 của Chính phủ. Với công suất trên 800 mã lực, mỗi chuyến biển, anh Hải đạt doanh thu trên 500 triệu đồng. Nhờ chủ trương của Chính phủ, nhà nước, đảng là cho hỗ trợ vốn vay của nhà nước. Bây giờ mình được con tàu đi đánh bắt xa bờ, nhất là nguyên là hải sản thì nó cũng tương đối ổn định, cũng được về cái con tàu mình đánh bắt xa bờ lâu dài để mình thời gian lâu để mình chủ yếu là giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Và sau này cái về bên EC là quyết nghị ra bên tình trạng Việt Nam mình thì dưỡng già có thể vàng, bây giờ mình muốn khuyết phục từ đây đến sau đó. Thì tất cả những thuyền trưởng trên tàu đi phải ghi chép nhật ký đầy đủ. Bên cạnh việc nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, Bạc Liêu còn tập trung phát triển tiềm năng điện gió, điện mặt trời, phát triển du lịch. Coi đây là những tiềm năng thế mạnh rất lớn, những dự án động lực để thúc đẩy Bạc Liêu tăng tốc, phấn đấu sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước. Hiện nay, tại vùng bãi bồi gian biển, có dự án nhà máy điện gió Bạc Liêu tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Đây là dự án lớn đã và đang triển khai thực hiện trong mấy năm qua, bước đầu tạo triển vọng đáng khích lệ. Dự án có tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 5.200 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại du lịch Công Lý làm chủ đầu tư, công suất 99,2 MW. Ngoài ra, ở vùng gian biển của tỉnh đã và đang thực hiện một số dự án trọng điểm, bước đầu tạo triển vọng mới, điển hình như dự án điện gió, điện mặt trời. Và mới đây, Bạc Liêu cũng đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió với công suất lắp đặt đến năm 2020 là 401 MW và đến năm 2030 là hơn 1.500 MW. Hiện tại, Bạc Liêu chú trọng phát triển nguồn năng lượng tái tạo, điện khí, điện gió, điện mặt trời theo chủ trương ưu tiên của Chính phủ, đồng thời chủ động và tích cực mời gọi đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời ở khu vực ven biển và các khu đất kém hiệu quả, tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, mở rộng dự án nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3 và các dự án điện gió, điện mặt trời vùng ven biển. Các cái dự án này thì nếu được triển khai trên địa bàn tỉnh thì sẽ đóng góp khá lớn vào ngân sách nhà nước. Các cái dự án điện gió thì có thể hàng năm đóng góp khoảng 1.200 tỷ vào ngân sách nhà nước. Còn cái dự án điện khí khi được triển khai, thực hiện, hoàn thành thì đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 2.500 tới 3.000 tỷ đồng. Ngoài cái việc đóng góp cho ngân sách nhà nước thì cũng có tạo thêm việc làm cho người lao động của địa phương và tạo thêm các cái điểm hấp dẫn để phát triển du lịch. Thì đó là những cái lợi thế của các cái dự án điện gió và điện khí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đáng chú ý, trong việc phát triển kinh tế biển, Bạc Liêu đã chọn Đông Hải là huyện trọng điểm về kinh tế biển. Là địa phương có tiềm năng lớn về khai thác, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, cùng với hệ sinh thái rừng ngập mặn, thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái ven biển, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển và vùng ven biển của cả nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng. Với lợi thế đó, Đông Hải đang quy hoạch đầu tư phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, nhằm từng bước xây dựng huyện trở thành vùng kinh tế biển trọng điểm của tỉnh. Đông Hải cũng đã thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành kinh tế biển, tạo nên bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu theo hướng hiện đại, theo chiều rộng lẫn chiều sâu. Huyện làm tập trung là đầu tư là trong cái phát triển cái nuôi tôm công nghệ cao, rồi là cái kêu gọi xúc tiến đầu tư các cái dự án lớn như là dự án làm điện năng lượng mặt trời kết hợp với nuôi trồng thủy sản, rồi là điện gió dùng là ven biển, rồi tiếp tục cái thực hiện cái nghị định 67 của Chính phủ về cái đầu tư cái đánh bắt xa bờ
Và hiện nay thì cái nghị định 17 để làm sao có cái đội tàu đủ khả năng đánh bắt xa bờ dài ngày và đồng thời là phát triển cái dịch vụ hậu cần nghề cá và cũng được tỉnh là quan tâm, hiện nay đang là đầu tư nâng cấp mở rộng cảng cá Gành Hào để trở thành là cảng loại 1. Với những định hướng và giải pháp đột phá trên, cùng với sự quan tâm của tỉnh, sẽ là cơ hội tốt nhất để Đông Hải sớm trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển của tỉnh, theo tinh thần nghị quyết 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15. Cùng với những giải pháp phát triển kinh tế biển của Đông Hải, Bạc Liêu tiếp tục tập trung phát triển kinh tế biển và vùng Nam quốc lộ 1A của tỉnh, chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, thực hiện có hiệu quả chương trình khai thác hải sản trong chiến lược phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020. Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, cho biết thêm. Đối với Bạc Liêu chúng ta đó thì chúng ta quyết tâm là phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững. Đó là chúng ta đã chính thức xin với Thủ tướng Chính phủ là xin rút cái nhà máy nhiệt điện để chúng ta phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, theo hướng là xanh sạch. Đó thì theo đó đó thì chúng ta cũng đã mời gọi các cái nhà đầu tư để phát triển là điện gió, điện mặt trời. Đặc biệt là gần đây chúng ta đã mời gọi được một cái dự án phát triển điện khí. Thì đây là những cái mô hình phát triển mà mang tính sạch và bền vững. Trong đó, đó cái vùng kinh tế biển nữa là chúng ta đã sản xuất tôm công nghệ cao, cũng theo xu hướng phát triển bền vững. Thì đây là những cái mục tiêu lớn mà chúng ta vừa là định hướng để phát triển tỉnh nhà, cũng vừa là giữ được cái tỉnh Bạc Liêu theo hướng phát triển xanh sạch. Thì đây là cái tiền đề rất là quan trọng, chúng ta thực hiện được một cái mong muốn, đó là chúng ta tạo được cái khác biệt đối với Bạc Liêu để chúng ta thu hút đầu tư, trong đó có thu hút về phát triển du lịch và đáp ứng được cái mong muốn của Thủ tướng Chính phủ khi về thăm Bạc Liêu, đó là xây dựng Bạc Liêu trở thành viên ngọc xanh bên bờ biển của Tây Nam Tổ quốc. Một mùa xuân mới nữa lại về, một mùa xuân với nhiều niềm tin và hy vọng, với tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là với cách nhìn, tư duy và sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hy vọng trong tương lai không xa, vùng ven biển Bạc Liêu sẽ được đầu tư, khai thác hiệu quả, bền vững, thật sự tạo đột phá mới, góp phần đưa Bạc Liêu cất cánh, sớm trở thành tỉnh giàu đẹp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019 đến đây là hết. Một lần nữa, những người thực hiện chương trình kính chúc quý vị và các bạn hưởng một mùa xuân vui tươi và hạnh phúc.